Ok, chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm video về leo độ thần anh em nhé. Leo độ thần sau khi mới được update chức năng mới thì nó có cái đánh đôi anh em ạ. Sau khi đó thì nhận được tài nguyên mới nữa, tài nguyên để áp tướng. Hình như anh em đang thấy đấy rồi, mình chưa đi một tầng nào cả anh em ạ. 2 ngày vừa rồi update được 2 hôm rồi, mình chưa đi được một cái gì cả, khá là bận. Ngày hôm nay thì mình có thời gian làm video và cũng đang rất là băn khoăn. Chủ yếu video ngày hôm nay là mình sẽ quyết định lên cái con tướng nào tiếp theo anh em ạ. Nó được giới hạn nâng cấp lên những E5 cơ. Hiện tại thì con mình đang trong đầu có suy nghĩ là mình sẽ áp con Moria lên anh em. Mình sẽ áp con Moria lên nữa anh em ạ. Hiện tại thì có 4 cái copy con Moria nữa. Mình có thể áp nó lên được E2. Thế nhưng mà đấy là câu chuyện về sau anh em ạ. Mình sẽ thử leo trước xem nó như thế nào. Hiện tại thì khá là nhiều người chơi ở trong server mình cũng lên cao. Đây này, như ông ấy, Trung TH đã tầng 280 rồi anh em ạ. Kinh vãi chưởng. Thì mình sẽ cùng với các bạn trải nghiệm nhá anh em nhá. Cùng trải nghiệm những bạn mới chơi hay là những bạn đang chơi. Nếu như mà các bạn hay theo dõi video của mình thì hy vọng là các bạn sẽ xem hết. Ok anh em. À, sẽ được set up 2 đội hình anh em ạ. Sẽ được set up 2 đội hình. Mình sẽ set up đội hình như này trước nhá. Ok. Ok, thế là thiếu mất một con anh ạ. Con này sẽ cho xuống đây này. Con này sẽ cho xuống đây này. Con này sẽ cho vào đây này. Tôi cứ để tạm này đánh anh em nhỉ. Tàu Kujia. Bỏ qua nhá, mấy trận đầu mình nghĩ là nó cũng không khó đâu anh em. Mình sẽ bỏ qua xem nó như thế nào. Ok này, xem leo được bao nhiêu anh em nhé. Khá là nhiều tài nguyên. Sẽ rất là nhanh thôi anh em ạ. Mình sẽ xem cái mức độ khó của nó đến tầng bao nhiêu. Sẽ rất là nhanh thôi. Suy nghĩ cả ngày hôm nay anh em, mình đang suy nghĩ xem lên cái con tướng nào E1. Mình lên định lên một phát, lên chỉ lên một con duy nhất thôi anh em ạ, lên max luôn nó. Thế nhưng mà lên thế thì cũng hơi căng. Tầng 17 rồi. 18 này. Khá là nhiều tài nguyên luôn anh em. 20 này. Mình nghĩ là tầm mình nó phải lên được 100 ấy anh em nhỉ. Tiện thêm những anh em nào đang xem video của mình thì mình hy vọng là anh em sẽ ấn vào mô tả video ngày hôm nay anh em nhé. Ấn vào mô tả bởi vì trong cái mô tả đấy mình có để cái link group riêng của mình. Đây là group mà mình post những cái video mà mình đã làm. Hy vọng là anh em sẽ tham gia và ủng hộ cho mình. Sao thắng liên lịa anh em ạ? Phải xem nó đánh như thế nào mà sao thắng liên tục này. Ui giờ chưa? Thế thì quá đa kill, pentakill. Quá đa kill luôn. À, trận thứ hai nữa anh em ạ. Trận thứ hai là đổi team chứ không thể nào mà ấy được. Mình cứ tưởng là phải, ôi thì chết rồi. Mình cứ tưởng là nó sẽ giữ cái team mà mình đang sống. Thế thì không được. Thế thì phải phân bổ ra cho nó đều anh em ạ. Tí nữa mình sẽ phân bổ nó ra. Bây giờ thì tiếp tục bỏ qua anh em nhá. Sắp thua rồi mà.
Ở đấy thua rồi anh em ạ. À. Đến tầng 51 là căng rồi đấy. Căng rồi. Căng rồi, căng rồi, căng rồi. Mình nghĩ là mình sẽ cho con này xuống đây này. Ok này. Cho con này lên đây này. Lên đây này. Yotsu này. Con này lên đây này. Con này khó nhỉ, mình nghĩ là đủ rồi anh em ạ. Không, đây là mấy con support cho này vào đây. Ok, thắng. Mình nghĩ là sẽ đi được hết 100 anh em ạ. Anh em nghĩ sao? Chắc chắn rồi. Tầm đấy. Khá là nhiều tài nguyên. Tài nguyên này. Ui rồi thua rồi. Tầng 70 anh em ạ. Ai vẫn thắng. 71 này. 72 này. 73 này. 4 này. 5 này. Thế nãy cho vào cái nhà gì khó quá. Ấy. Thua rồi anh em ơi. Tầng này thua rồi. Không được rồi. Ôi, tầng này căng hết nhở. Cho con này lên. Không được luôn anh em ạ. Thắng rồi. Ui giời, mày thế. 79 này. 80. 81 vẫn lết được anh em ạ. 82. Khó đấy anh em ơi, bắt đầu khó rồi anh em ạ. Mình sẽ thử cho nó 10 phát cơ hội nữa xem nhá. 83 này. 84 này. Lâu thế nhỉ? Tám lăm, tám sáu này. Tám bảy này. Hy vọng nó được đến 100 anh em ạ. Tám bảy. Tám tám này. Tám chín này. 90 này. Ui. Sắp 100 rồi. 91 này. 92 này. 93. 94. Ui lại ấn mẹ bỏ tướng ra rồi. 95 này. 96 này. 97 này. 98 này. 99 này. 100 xong. Xong tầng 100 anh em ạ. Mình nghĩ là ôi, tầng 100 chưa? Tầng 100 những 21k đá anh em ạ. Wow. 21 đúng không anh em? 21k đúng không? Xong tầng 100. Ok. 100 à? 280 cả kinh thế nhở? Top 7 anh em ạ. Ok, mình nghĩ là mình sẽ phăng con ấy lên anh em ạ. Ui, cái gì đây? SS ngẫu nhiên lệ thường. Có nên mở không anh em? Hay là mình nên tích? Thôi cứ để đấy anh em ạ. Mình nghĩ là mình sẽ lên con Moria anh em ạ. Mình nghĩ là mình sẽ lên con Moria. Mình sẽ lên con Moria xem nó có như thế nào. Có nên không anh em nhỉ? Băn khoăn quá. Tiếp tục leo anh em nhá, xem được tầng bao nhiêu nhá. Em tiếp tục. Ui. 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 Thắng rồi, 102. 103. 104. 105. 106. Úi giời ơi. Enel chúa trời. Đã gặp phải Enel chúa trời.
nhận được khá là nhiều tài nguyên anh em ạ. Mình sẽ để cái lượng tài nguyên này, mình sẽ mở nó ra, mình sẽ lên anh em. Lên tài nguyên sau khi đó thì mình sẽ farm tiếp anh em ạ. Mình sẽ farm tiếp, thế nhưng mà bây giờ thì mình sẽ phải kết thúc video tại đây. Hoặc là mình sẽ lên con Moria. Mình sẽ lên con Moria. Nhỉ, bây giờ tại vì có đã có set đồ của nó rồi thì sợ cái mẹ gì đâu. 147 359. Nếu như mà lên cái nữa thì sẽ được tăng 12% máu. 1706. Lên không anh em? Thôi, mình sẽ suy nghĩ cái đã anh em ạ, mình sẽ suy nghĩ cái đã. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây anh em nhé. Mình sẽ áp những con tướng mà mình cần lên. Sau khi đó thì sẽ đi tiếp cái leo độ thần, cái series tiếp theo. Mấy cái series đầu thì mình nghĩ là mình cứ skip qua thôi anh em, gọi là vui vẻ giao lưu. Có con tướng này, có con tướng kia thì nói chuyện một chút. Về những cái video tiếp theo thứ ba trở đi thì mình nghĩ là sẽ cùng trải nghiệm những cái trận trong những cái trận đánh thực tế hơn anh em ạ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này của mình và xin hẹn gặp các bạn ở những video clip sau.